Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh như Khánh em ơi. Ngày hôm nay thì sau vài hôm mới đổi tên nhân vật với anh Evan thì hôm nay đánh Tống Kim được top 5 rồi nè. Thì tầm này đánh thiệt sự là nó hướng nhiều một bên đông quá, ACE bên đi kia đi đông quá, bên này đi có không bao nhiêu, không bao nhiêu người nè. Bên Kim đi là ACE rất đông. Và hôm nay thì Khải được top 5 này, phía Tống đại trên top 7, phía Tống. Thì đó thì đại phía Tống lại toàn Kim thôi. Kim khá là khỏe. Họ đi đều đẹp anh em ơi, rất là đông luôn. Hôm nay được top 5 rồi, cho anh em xem xét đồ nha. Chung xét đồ thì xét đồ này cuốn tùng nè. Chỉ cũng qua cho Khải đánh liên đó thôi nè. Đánh rồi đánh Tống Kim anh em xem đó, xét đồng ba. Anh em có thể xem video của bên trên thì cũng sẽ biết xét đồ của anh Tùng như thế nào rồi. Đây. Đó. Đó. Thủ lý của anh Tùng là 75 cộng 2 nha nè. 75 cộng 2 và được kháng hỏi 75 cộng 1 và xét đồ đây. Đó. Mặt nạ. Ấn. Sinh lực 200 và cái này cũng có một cốc. Đó. Đặc này đang lực tay 9k6 nếu có lắc nha nè. Đó. Wow, cắn lắc này thay máu không? Phần thủ lý 75 cộng 6, 75 cộng 1, 75 cộng 4, 75 cộng 5, 75 cộng 2. Biết tình quy khó nghe chứ. Rồi, anh em xem video đừng quên để lại cho một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đã khả làm phi phong này nọ rồi, anh bị đi đánh cái phong độ. Bỏ vô. Hôm nay đánh thì có 6 lát nữa nè. Một bộ 3 với lại 4 lát kháng. 3 lát kháng, 2 lát kháng, 2 lát đam. Tính ra là cũng tốn khoảng 8 lát đấy. Biết đâu. Rồi, ok. Top 5. Hôm nay đánh càng quá. Anh đừng xói mỗi lần được top 5 trong hồng. Chắc là top cao lắm. Top 6, top 7. Quên cao lắm, top 8, top 9. Rồi, đó sẽ đồ đơn giản vậy thôi nè. Sẽ đồ của anh Tùng anh em cũng biết rồi, anh em có thể xem show qua. Cả có review vài lần sẽ đồ của anh Tùng trên live á, trên kênh video á. Sẽ đồ của anh Tùng hơn 100 triệu đó nè, hơn cả ạc này nọ hơn 150 triệu á. Không rẻ đâu nè. Đánh phong độ. Đánh phong độ trận 10 giờ nha nè. Đây là Khải cầm đao nha nè, chứ Khải không có cầm nghe mũi búp đâu.